Còn bây giờ mình mời bạn, các bạn nghe tiếng hát của bạn Kim Phỉ 66 và sau đó là Ánh Hồng 1979. Mình hát tới đâu hay tới đó nghe các bạn. Mời các bạn nghe tiếng hát của Kim Phỉ với trích đoạn Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Đại ca đã chọn cho mình một con đường duy nhất để tạo cho người yêu mình được hạnh phúc trăm năm. Cho nàng yên tâm mà con bước theo chồng không oán hận. Rồi đời em có những thế nào cũng mặc mẹ.
bạn đang nghe tiếng hát ngọt ngào của bạn Kim Phỉ 66. Mong người chợt nghe tiếng hạt
Cảm ơn tiếng hát bạn Kim Phỉ. Bây giờ thì mình rất là khang tiếng. Giọng mình bị khang rồi, nhưng cũng cố. Mình sẽ giao lưu với bạn Ánh Hồng một bài nữa. Mời các bạn cùng nghe tiếng hát Ánh Hồng 1979.